Kính chào quý vị, sau đây là những thông tin nóng mà chúng tôi vừa cập nhật trong vài giờ qua. Quý vị đừng quên like và chia sẻ video để nhiều khán giả cùng theo dõi quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới trong bản tin hôm nay. Các bạn thân mến, Tin Mới xin mang đến cho quý vị các bạn nội dung sau. Lũ lụt ở Giang Hoài giết chết hàng triệu người, thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại. Kính thưa quý vị, lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc năm nay nghiêm trọng, cảnh báo mưa lớn đã được đưa ra trong 31 ngày liên tiếp. Lũ lụt đã lan đến 26 tỉnh và hơn 740.000 người phải di rời. Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử bắt đầu xả lũ. Các phương tiện truyền thông nước ngoài đã đưa tin về những thảm họa thiên nhiên chết chóc nhất trong lịch sử nhân loại. Trong đó, trận lụt Giang Hoài năm 2022 ở lưu vực sông Dương Tử đã giết chết hàng triệu người và là một trong những thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại. Trang web tiếng Trung của BBC đã tổng hợp những thảm họa thiên nhiên chết chóc nhất được ghi nhận dựa trên bách khoa toàn thư Britannica. Trong số đó, đập Tam Hiệp nằm ở lưu vực sông Dương Tử, trận lụt Giang Hoài là một trong năm trận lũ lụt nghiêm trọng ở sông Dương Tử kể từ thế kỷ 19. Theo báo cáo, trận lụt Giang Hoài được công nhận là một trong những thảm họa thiên nhiên tàn khốc và chết chóc nhất trong lịch sử nhân loại. Vũ Hán và Nam Kinh, các thị trấn quan trọng ở Trung và hạ lưu sông Dương Tử đều bị ngập lụt và toàn bộ thành phố Vũ Hán thất thủ. Có tin tưởng rằng Tập Cận Bình, Chủ tịch Chính phủ Quốc dân Trung Hoa Dân Quốc đang bận rộn với cuộc đàm áp Đảng Cộng sản ở Giang Tây lần thứ 3 trong trận lụt. Theo đài BBC dẫn lời Chris Cortinet, nhà nghiên cứu lịch sử Trung Quốc tại Đại học Cambridge, Vương quốc Anh, cho biết khu vực ngập lụt ở sông Dương Tử và sông Hoài Hà năm nay có diện tích bằng một nửa nước Anh và Scotland, với tổng diện tích là 180.000 km² và khoảng 52 triệu nạn nhân. Một ước tính khác là 80.000 km² đã bị ngập và 40 triệu người phải di rời. Vào thời điểm này, chính phủ Trung Quốc và các cơ quan cứu trợ quốc tế ước tính số người chết là 2 triệu người, trong đó có 150.000 người chết đuối trực tiếp do lũ lụt. Số người chết được cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia NOAA thông qua là 3,7 triệu người. Báo cáo chỉ ra rằng mùa đông năm ngoái cực kỳ lạnh giá và lượng nước lũ mùa xuân hình thành do băng và tuyết tan chảy vào mùa xuân năm nay vượt xa so với những năm trước. Ngoài ra, 3 trận mưa liên tục trong tháng 7 đã khiến hệ thống đê điều và hệ thống dẫn nước đã hư hỏng trong nhiều năm không thể chịu đựng nổi. Vùng trung du của sông vỡ ra, lũ lụt tràn hàng ngàn dặm và các con sông trở thành đại dương. Thảm họa kéo dài một năm và hầu hết nước vào mùa đông đã giảm bớt, nhưng nạn đói, dịch bệnh và các thảm họa khác kéo dài. Thật trùng hợp, sông Hoàng Hà, con sông lớn thứ hai ở Trung Quốc, đã ghi nhận không dưới 1.500 trận lũ trong lịch sử. 4 trong số đó là nghiêm trọng nhất, bao gồm sự cố vỡ sông Hoàng Hà lần đầu tiên vào năm 1887 và 2 trận lũ khác vào năm 1931 và năm 1938, tương ứng là vào năm 2022. Theo báo cáo, vụ vỡ sông Hoàng Hà là do chính quyền Quốc dân Đảng đánh bom đập Hoàng Hà ở Hoyanko, Khai Phong, Hà Nam trong cuộc kháng chiến chống Nhật xâm lược để ngăn chặn xâm lược Nhật Bản, làm thiệt mạng 500.000 đến 900.000 người. Thương vong nhiều nhất là vào mùa hè năm 1887, 13 năm Quảng Hưng, lưu vực sông Hoàng Hà, mưa lớn trong nhiều ngày, mực nước ở Trung và Hạ Lưu bùng nổ và các con đập của sông Sibao ở Shenzhen, Trịnh Châu Hendrik nổ tung và dòng nước tràn xuống. Báo cáo chỉ ra rằng khi sông Hoàng Hà vỡ, rộng khoảng 13.000 km², khoảng 1/3 diện tích đất của Đài Loan đã trở thành một đại dương bao la. Số người chết trong trận lũ lụt này được coi là một trong những thảm họa thiên nhiên chết chóc nhất trong lịch sử nhân loại. Không được thống kê chính xác, nhưng có một số phiên bản ước tính dao động từ 900.000 đến 7 triệu. Có những trận mưa xối xả liên tục từ Tây Nam Trung Quốc đến Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử. Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc cho biết, thưa quý vị, một cơn lốc xoáy lửa là một cơn lốc xoáy mang theo lửa. Lốc xoáy lửa thường kèm theo động đất, núi lửa phun và hỏa hoạn. Do lúc này nhiệt độ và sức nóng cao khiến không khí bốc lên mạnh, không khí xung quanh tràn vào từ mọi hướng. Sức nóng dữ dội và dòng xoáy trào dâng cao đã hút một lượng lớn các mảnh vỡ cháy và hội tụ với dòng khí dễ cháy, đốt cháy con rồng đang trỗi dậy. Ngoài ra, lốc xoáy tình cờ gặp nguồn lửa trong quá trình hình thành và di chuyển, sau khi bị nó hít vào sẽ tạo thành tụ với khí cháy, cũng có thể tạo thành lốc xoáy lửa.
khi núi lửa phun trào, một lượng lớn magma chảy hoặc phun ra bên ngoài và một lượng lớn hơi nước cũng xuất hiện cùng với nó, và nó sẽ lao lên phía trên với một lực lớn. Cột hơi nước với cho núi lửa có thể phát triển đến độ cao rất lớn trong vòng vài phút. Ở đó, hơi nước bắt đầu ngưng tụ tạo thành những đám mây bụi khổng lồ rất giống với mây vũ tích. Trong trường hợp này có thể xảy ra lốc xoáy lửa. Cũng trong vùng cháy, khói và không khí nóng bốc lên đã tạo ra các đám mây đối lưu này, sau này phát triển thành các đám mây vũ tích. Trong các đám mây vũ tích này, có những cơn lốc xoáy kéo dài từ chân mây xuống mặt đất, một số mạnh đến mức có thể gây ra thiệt hại đáng kể trên đường đi, hút các vật thể trên mặt đất. Lốc xoáy lửa ở Mỹ. Chuyện xảy ra vào ngày hôm qua khi một đám cháy rừng nhấn chìm bờ vịnh Green Bay ở đông bắc Wisconsin có thể giết chết tổng cộng 1.000 người. Vào đầu tháng 8 năm 2022, tiết trời đầu thu đầy nắng và ấm áp điển hình ở Ấn Độ. Không khí ấm và khô với làn gió nhẹ. Trong vài tuần qua đã xảy ra nhiều vụ cháy rừng, bụi rậm, chủ yếu là do các cành cây lớn, do lâm tặc bỏ lại. Với gió nhẹ, các công nhân và đám đông gần đó đã có thể kiểm soát được ngọn lửa. Tuy nhiên, gió Tây Nam tăng lên cho phép nhiều đám mây nhỏ phát triển thành đám cháy dữ dội. Đồng thời, nhiệt độ đã tăng lên đáng kể. Theo hồ sơ quan sát của trạm gốc Milwaukee, nhiệt độ cao nhất là vào 19 độ C và nó đã tăng lên 28 độ C. Đến tối cùng ngày, hai đám cháy rừng lớn đang dần tiến về phía đông bắc từ khu vực lân cận Green Bay City. Mặc dù người dân đã cố gắng hết sức để dập lửa và cố gắng ngăn không cho đám cháy lan rộng, nhưng ngọn lửa vẫn tàn nhẫn và thiêu rụi rất nhiều ngôi nhà dân cư. Tất cả ngôi làng ở Franken ở phía đông và Pestigo ở phía tây đều bị thiêu rụi. Theo hầu hết các nhân chứng, đám cháy kèm theo gió mạnh, một số lượng lớn cây cối bị uốn cong hoặc thậm chí bật gốc do gió, và mái của nhà để xe và các tòa nhà khác bị nâng lên. Gió thổi ngọn lửa và tạo thành một cơn lốc xoáy giống như xoáy nước và tiếng rít cơn lốc xoáy trước khi đến. Người ta gọi nó là cơn lốc lửa. Vào thời điểm đó, một nông dân gần Pestigo tên là Alfred Girin cho biết: "Khi tôi nghe thấy tiếng rít của cơn lốc xoáy trước khi nó ập đến, tôi chạy ra khỏi nhà và nhìn thấy một vật thể màu đen to bằng quả bóng bay trên ngọn cây ở phía xa, đang quay tròn trên không và tiến về phía nhà tôi. Vừa vào đến nhà, tiếng ầm ầm tưởng như nổ tung, lửa bùng lên khắp nơi, nhà tôi trở thành biển lửa." Một người khác của Booker cũng kể lại rằng khi anh ta đi ra cửa sau để xem cơn bão đang đến gần, anh ta nhìn thấy một cái gì đó giống như một đám mây hoặc một quả bóng đang tiến về phía mình. Vì vậy, anh ta lại chạy ra khỏi nhà, nhưng trời rất gió và rất khó đóng cửa. Lúc này quả bóng đã đến nhà anh ta và phát nổ kèm theo một tiếng nổ lớn tạo thành ngọn lửa lớn. Lửa xâm nhập vào nhà từ vết nứt của cửa sau và cuốn phăng toàn bộ căn nhà. Cho đến cửa trước thì ngay lập tức bùng cháy khắp nơi từ mặt đất đến mái nhà. Rất ít người trong gia đình sống sót thoát chết. Sau đó người ta hiểu rằng ngôi nhà của Brooker cách khu vực nhiều cây cối và tuyệt đối an toàn trước các đám cháy chung. Và lần này không còn lại gì ngoài những bức tường đá của tầng hầm, cái lò bị sập, ống khói nóng chảy và đồ gốm vỡ. Theo phân tích, đám cháy có thể gây ra hàng loạt xoáy, cường độ từ xoáy nhỏ như lốc xoáy bụi, thường được gọi là lốc xoáy, đến nhiễu động lốc xoáy mạnh. Dòng xoáy này là sự kết hợp giữa cháy bão và cháy rừng. Nó được đặc trưng bởi các luồng xoáy mạnh và xoáy đất mạnh ở tâm đám cháy. Ví dụ, trong đám cháy xảy ra ở thành phố Hamburg vào ngày 27-28 tháng 7 năm 1943, gió bề mặt được báo cáo là vượt quá sức mạnh của bão. Vì vậy, vào đêm ngày 8 tháng 10 năm 1871, cư dân ở đông bắc Wisconsin đã thực sự quan sát thấy một cơn lốc lửa phá hủy nhà cửa và ruộng đồng của họ. Khi hai đám cháy rừng lớn lan rộng theo hướng đông bắc kèm theo gió trên mặt đất, đám cháy gây ra xoáy mạnh, tăng đột ngột các trục đổ phía trước khu vực cháy chính được thể hiện rõ bởi khói xoáy và nhiều mảnh vỡ cháy. Thật kỳ lạ, sự tàn phá do những đám cháy bên ngoài Wisconsin này gây ra phần lớn đã bị bỏ qua, có lẽ vì nó xảy ra cùng ngày với đám cháy Chicago. Tuy nhiên, đám cháy rừng ở Wisconsin vượt xa thiệt hại của đám cháy Chicago với số người chết gấp 5 lần và 526.000 hecta đất bị phá hủy. Lốc xoáy chủ yếu hình thành ở những khu vực có nhiệt độ cao và độ ẩm cao khi nhiệt độ mặt đất và nhiệt độ không khí tương đối chênh lệch.
Ví dụ nhiệt độ mặt đất là 30 độ C và nhiệt độ ở độ cao 4.000 m thì chỉ là 0 độ C. Ở độ cao 8.000 m, nhiệt độ xuống đến âm 30 độ C. Sự chênh lệch nhiệt độ này sẽ khiến không khí lạnh giảm mạnh, không khí nóng bốc lên nhanh chóng, trao đổi không khí giữa tầng trên và tầng dưới diễn ra rất nhanh, do đó hình thành một cơn lốc dần dần mở rộng và những rung động dữ dội tạo thành một cơn lốc xoáy. Cơn lốc lửa Brazil. Vào ngày đầu tháng 8 tại Brazil, nằm ở Nam Bán Cầu đã gặp phải hạn hán hiếm gặp và ít mưa và cháy rừng bùng phát ở nhiều vùng của đất nước. Vừa qua, một cơn lốc xoáy khác thổi gần điểm cháy ở khu vực Aracatuba, phía tây bang Sao Paulo, cuối cùng tạo thành một cơn lốc lửa rất hiếm gặp. Trong ảnh clip lốc xoáy cuộn lửa bốc cao vài mét, ngọn lửa xoắn ốc giống như một con rồng lửa xoay tròn và di chuyển sang một bên. Các phương tiện lưu thông trên đường cao tốc gần đó phải dừng lại chờ rồng lửa giải tán. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông địa phương, trận mưa cuối cùng của Aracatuba cách đây 2 tháng và khu vực này gần như khô hạn như sa mạc Sahara. Sức nóng dữ dội từ mặt đất làm cho luồng không khí đi lên phía trên và gió làm xoay chuyển nhiệt. Luồng lửa và sức nóng dữ dội hình thành cho đám cháy rừng là hiện tượng cháy rừng đặc biệt trong quá trình chữa cháy rừng. Ngọn lửa của cơn lốc lửa có thể đạt đến độ cao 4 mét nhưng đủ mạnh để bật gốc một cái cây nhỏ. Và thông tin trên đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.